Đại diện họ nhà gái, kính thưa bà con nội ngoại, họ nhà gái cũng như họ nhà trai, hôm nay họ nhà gái chúng tôi được tiếp đón đoàn của họ nhà trai từ phương xa, từ Thái Bình, rất là xa xôi đối với Quảng Trị. Quảng Trị là cũng là một cái quê hương mà cả nước Việt Nam ai cũng biết cả. Đây là một quê hương rất anh hùng và rất nhiều cái việc rồi trong chiến tranh. Nhưng mà hai cháu là cháu Duy Khánh và cháu Nana, dù sao là đi học và đi lao động ở xa, ở Nhật Bản, nhưng mà có điều kiện để mà gần gũi nhau, để mà quen nhau trong tình cảm như bên họ nhà trai đã xác định là rất là trong sáng. Và cuối cùng ngày hôm nay các cháu đã đến với nhau và được cho phép của hai gia đình họ nhà trai và họ nhà gái tổ chức lễ vu quy tại họ nhà gái, thì chúng tôi cũng xin đại diện họ nhà gái xin tiếp nhận các lễ vật mà họ nhà trai đã mang từ xa về để yết tổ tiên của họ nhà gái. Thì nhân dịp năm mới, chúng tôi đại diện họ nhà gái xin chúc các bác, các anh, các chị bên họ nhà trai một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin hết. Các bà, họ gì, chú bác, họ hàng nội ngoại của hai gia đình. Trải qua quá trình hai cháu Duy Khánh và Nana học tập và công tác tại đất nước Nhật Bản, các cháu đã đến với nhau, gần gũi nhau, xây dựng tình bạn trong sáng và dẫn đến tình yêu. Và tình yêu ấy rất trong sáng và đẹp đẽ. Hôm nay, ngày lành giờ vàng, đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi đã có thống nhất với gia đình nhà gái, mặc dù các vùng miền có khác nhau nhưng cái chung là có trước tiên là tôi lễ vật để kính cáo tổ tiên, để tổ tiên kính nhắm và phù hộ độ trì cho tình yêu của hai cháu, hạnh phúc của hai cháu. Và đồng thời các cụ, các ông, các bà, oi thì chú bác của họ nhà gái chứng kiến sự có mặt cũng như tình cảm của họ nhà trai về đây với họ nhà gái hôm nay. Và cũng không biết nói gì nữa, thì xin chân thành cảm ơn nghi lễ, hình thức và tình cảm và sự đón tiếp của họ nhà gái đối với chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. We'll be right back.
come and make your heart go boom, 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 boom. Oh, I feel it inside through the spiders and in my fingertips. I feel it, I feel it, chasing the unknown. Tìm hiểu được sự nhất trí của hai gia đình, được sự cho phép của chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ vu quy và thành hôn cho hai con chúng tôi. Chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý bà con cô bác trong hôn trường lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe. Chúc quý vị bước sang năm mới hưởng thụ một năm mới an khang thịnh vượng và xin trân trọng cảm ơn.